Hi, chào mừng mọi người đã đến với nhà Toản. Hôm nay nhà Toản đi tham quan đỉnh ở phía trên khu Lăng Bi An á. Mọi người cùng xem video này với nhà mình nha. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets, and yesterday has gone to sleep. So all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Words I say, close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Bây giờ nhà mình tới nơi rồi mọi người. Đi vô mua vé đi. Mua vé đi. Đi. Cái tay vô mua vé nè, đi nè. Một vé cho người lớn nè. Một vé cho người lớn là 30 ngàn. 10 ngàn nữa, ok, đưa 10 ngàn. Đây, bây giờ ủa rồi mua mua vé xe gì ta, vé xe là bên kia hả anh? Ủa một vé đi đi em đi. Cái tay rửa tay hả, giỏi nha. Cái tay cũng rửa tay nhà ta, giỏi quá. Bây giờ nhà mình sẽ đi mua vé xe. Đi đi con, là đây nè, đi vô đi vô. Lần đầu tiên được đi Lam Vi An từ kể từ lúc lên Đà Lạt. Hứa cái ti biết đi mà giờ cái ti chạy ao ao rồi mới dẫn đi. Đây người lớn là 80.000 một vé nè mọi người. Đây là một vé để mà mình đi đi xe jeep á. Xe jeep. Nhà mình đã mua vé xong, bây giờ mình lên xe nha. Đi xe số 9, hai vé là 180.000 á, 160.000 chứ. Đây, bây giờ mình cả nhà mình lên xe. Nha, hai mẹ con ngồi đằng trước. Thank you.
tới rồi. Anh tới tồi rồi. Bây giờ đang xem đúng. Ok. Rồi, cảm ơn bác tài. Ủa, quên mang cái dù ha. Ủa, độ này là giả xà rong thôi chứ đâu được xà rong đâu. Wow, cái ti có đầm đẹp quá ta. Rồi, đi 45 phút nha mọi người. Mọi người đi sau này nhớ nha, mình đi xe nào mình về xe đó nè. Đi cái ti, đi. Đi cái ti ơi. Hơi nắng á nha. Đi nè. Chạy qua mẹ nhanh lên. Thôi rồi, hai bớt đi rồi, đi. Đi. Đi 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 đi, cái đây, đi đi. Chim đâu? Cái đi chào đi. Rồi lại cho mát nè, lại đây qua mẹ nè, nhanh lên chạy qua mẹ nhanh lên. Mẹ mua này hơi rộng rồi. Này hai mẹ con nhà cái đi đang muốn chụp hình nè. Nè cái đi ơi. Quay qua đây ba chụp hình cho nè. Ăn bánh hả? Mới vừa đi lên tới đỉnh nó đợi ăn bánh rồi à. Kitty chào các chú, các chú, các bác nè. Hôm nay được mẹ mua cho bộ đồ giả xà rong. Cái này bộ đồ đâu được xà rong đâu. Bộ này thì bao nhiêu giờ mẹ mua bao nhiêu giờ? 90.000 hả? 90.000 bộ đồ cũng đẹp quá ha. Dưới này mình có thể nhìn rõ cái hồ suối vàng á mọi người. Cái đó, từ chỗ này mình đi xuống mình tham quan cái chỗ hồ suối vàng cũng đẹp lắm. Mà nhưng cũng 5 năm rồi mình mới quay lại đây á. Thì mình thấy mọi thứ nó thay đổi khá là nhiều. Ngày xưa á, mình nhìn xuống từ trên đỉnh này á. Mình nhìn xuống thì mình không có thấy nhiều nhà kính nữa. Bây giờ thì thấy quá nhiều nhà kính đi mọi người ơi. Đây là mình đứng đây mình nhìn xuống á, nó còn xanh tươi lắm, nhìn hoang sơ lắm. Mới có 5 năm thôi mà mọi thứ nó thay đổi, nó chóng mặt luôn á. Đi cung đường nhìn toàn nhà kính. Không biết khi nào nhà kính này mới được bỏ đi nữa. Thôi kệ đi, thôi mình đi tham quan cảnh đẹp đi. Ở trên đây là mình có thể nè, mình có thể mình uống cà phê, ăn uống ở trên đây luôn. Nhà mình thì mình đặt đồ ăn ở dưới đỉnh đồi rồi, chút nó đi xuống mình sẽ ăn ở dưới đất. Hey, hai mẹ con đi đâu đó? Kitty thích ngựa, Kitty thích hả? Kitty ơi, qua đây ba chụp cho tấm hình nè, Kitty. Kitty ơi. Đây nè, nhìn ba nè. Rồi đi. Kitty đang đòi ngắm ngựa. Dẫn đi, dẫn Kitty xuống chơi mấy bạn ngựa đi. Nè, cho ba chụp tấm hình nè. Kitty mặc đồ sexy quá ta. Đồ rộng quá. Ôi. Chút xuống đổi hả? Hơn. À. Nè, mọi người nè, mọi người xem nè. Cô gái núi rừng với lại cô giáo núi rừng đi không có chịu đi ngay hàng thẳng lối. Bang bang vậy đây. Quen rồi đó. Ê, không được đâu em. Leo đồi núi giỏi rồi nên mấy cái chỗ này đâu có xi nhê gì với lại cái ti đâu. Con đi xuống nhanh quá, mẹ chưa xuống kịp nè. Thả là lăn cù quá nha. Cô gái núi rừng với lại cô giáo núi rừng chơi vậy đó. Đi nhanh nè, đi nhanh nè. Không được, cái tay con chờ mẹ. Còn cười nữa chứ. Bà mẹ bà mặt bà căng rồi nó thì nó vui vậy đó. Thì cái tình á. Rồi đi xuống đây chơi với cái tay qua coi ngựa đi. Đi. Ngựa. Ngựa chứ không phải chó. Gặp mèo cũng kêu chó, gặp ngựa cũng kêu chó. Mắc mệt à. Ê, em lại em coi chừng nó chứ ngựa nó đá cho một cái là văng luôn ấy. Đó kệ đi. Mẹ mua cho bộ đồ này hơi rộng rồi. Mong là ta cho đổi nha. Cái ti có muốn kể ngựa không? Cái con này con ngựa vàng mà. À đúng rồi.
Năm sau cái cây lớn rồi mẹ mới cho. Em mê rồi. Nhỏ quá sao chơi được. Ừ. Mai mốt lớn đi, mai mốt lớn hơn đi rồi cho cởi ngựa. Lớn hơn ba dạ. Tiền ba mua miếng đất cho bự nuôi con. Thôi. Trời như thế này nè mọi người, mát thật là mát ha. Ồ, nhìn trên đây cảnh tuyệt vời luôn. Xanh rì à mọi người. Một lần mà cởi ngựa như vậy là bao nhiêu tiền vậy em? À, 100.000 một vòng. Là cái vòng nó như thế nào, nguyên một vòng tròn luôn hả? Hay là ở dưới này thôi? À, Kitty, con lấy gì vậy? Cái bánh hả? Ăn bánh hả? Kẹo luôn. Kẹo. Bữa này. Ý, bộ đồ này có vẻ đẹp nè. Cái bộ đồ kia rộng quá. À, bộ đồ này làm cái Kitty thoải mái nè ha. Đi nó không có bị vướng víu. Sướng nha, cái Kitty sướng nha. Hôm nay đi chơi nha, hôm nay lên làm người rừng nha. Vậy đấy. Dạ mày uống mật ong chanh đi, ba pha đó. Uống mật ong chanh đi. Ừ, đưa cho mẹ. Ừ. Lâu lâu lên trên đây chơi vui lắm mọi người. Mật ong chanh ngon không bà? Mật ong chanh ngon không? Hôm nay đi chơi vui không? Vui. Lên là cả gần 2 năm trời giờ mới chịu dắt đi đây. Thích không? Hứa từ hồi cái Tây hứa là mai mốt con biết đi rồi anh chở hai mẹ con đi chơi. Giờ con chạy ào ào rồi, mới chịu chở hai mẹ con lên đây. Mỗi lần đi tốn tiền lắm, để dành tiền làm việc khác. Mọi người, hồi xưa mỗi lần đi lên đây chơi á, mình thích đi xe jeep lên đỉnh, đứng nhìn xuống suối vàng, suối bạc ở dưới kia kìa. Xong rồi thích đi xuống mấy cái bãi cỏ ở dưới đó, tạo cảnh, pose nhiều kiểu, chụp hình. Giờ lần này đi chỉ thích nhìn con. Lần này có gia đình rồi, mình đi nó sẽ khác hơn. Lâu lâu đi chơi vui lắm mọi người. Đó, à, cái Ti mời các con, các chú, các bác ăn đi. Đi chơi vui không? Baby vui. Đâu? Baby đâu? À, đòi chỉ xuống đó, đòi đi xuống dưới tốt. Không được, không được, không có cho đi, ba không có cho đi nữa nha. Nói là cái chỗ này mọi người, nó chỉ là một cái đồi ở, gọi là cái núi nhỏ đi. Gọi cái núi nhỏ ở chỗ Lang Biang thôi. Chứ mọi người hay liên tưởng là khi lên Lang Biang là lên trên đây, tưởng nó là đỉnh Lang Biang rồi, mà nhưng thật ra không có phải. Hai cái đỉnh mà mọi người đứng ở hồ Xuân Hương mà mình nhìn lên mình thấy á, cái đó mới là đỉnh Lang Biang. Còn cái chỗ này nó là một cái giống như là một cái cụm của nó á. Mình muốn đi lên Lang Biang là mình phải leo núi á. Chứ không phải chỗ này nha mọi người. Đi lên nè. Kitty. Ba nó không chịu nghe, cái chạy lung tung lên hết à. Alo. Không chịu về luôn. Không về luôn, giờ đi chơi mê chơi không chịu về luôn. Sáng người ta chờ rồi con, người ta đọc tên rồi đó. Đi về ha, đi về. Đi về nha. Bye. Rồi, bye. Đi về. Rồi bye đi. Rồi bye, bye đi. Rồi bye rồi đi về nha. Rồi. Rồi bé nè. Giỏi. Bé lên. Ba thì bắt về, con thì cứ đòi tụt xuống đi chơi tiếp. Xong hồi nãy giờ rồi, bây giờ là chuẩn bị mình đi ra xe đi về. Mình có đặt thức ăn trưa ở dưới cái quán Liên Mút ở dưới chân Lang Biang á. Mình sẽ xuống đó mình ăn á mọi người. Giờ cái Ti thích chim lắm. Thấy là khoái à. Đứng nhìn thôi nha con. Cái Ti chào bớt đi đi. Cái Ti chào bớt đi đi. Hai bớt đi.
Cái Ti chào Betty đi. Có Ti, có Ti vô với mẹ không? Có chạy vô coi đồ mẹ không? Đi vô kia coi đồ mẹ đi. Ờ, chim hả? Ừ, chim á. Mẹ nói đi về nên là mò lại xe. Xe này không phải xe của mình con. Đi lên xe lại nè. Lên cái Ti ơi, lên xe nhanh lên. Cái Ti ơi, lên xe nè. Lên xe xuống ăn trưa thôi. Đi. Anh chúc anh dừng cho em chỗ cái quán Liên Mút nha. Dạ, cảm ơn anh. Đi, về ăn trưa. Bây giờ mình đi, bắt đầu đi xuống á mọi người. Việc đi. Là mình đi ăn cái quán Liên Mút đây nè. Là mình đặt trước ở trên mạng á. Xong rồi sau đó mình sẽ trên đường mà đi xuống Lang Biang, mình dặn bác tài là cho mình xuống cái quán Liên Mút là người ta sẽ cho mọi người. Đây bây giờ mình đi vô ăn nè. Đó, số điện thoại nha. Mọi người ai đi Đà Lạt thì mọi người lưu lại nha. Đi. Đi từ từ thôi con. Té bây giờ đó. Biết nghe lời ha. Nắng. Đi vô. Bây giờ đến quán nè mọi người. Đi. Vô ăn nè con, đi vô ăn. À. Cũng ngồi góc này hả? À. Đói bụng chưa? Mẹ đói quá, ở trên kia đòi mua xiên nướng ăn mà mình không có cho. Mình nói là phải, mình đã đặt rồi đến quán mình ăn chứ, ăn kiểu đó nó đầy bụng khó chịu lắm. Yeah, no, đúng rồi, không có được. Ăn rồi có cái trên cái mẹt vậy nè mọi người. Đó. Mọi người nhớ đặt trước nha. Mẹ ta bụng lắm rồi chứ gì. Quá, được một phần rồi. Cơm lam nè. Cơm lam thịt xông khói nè. Vợ mình kêu kêu sao thịt chưa có nướng. Cơm. Ừ đúng rồi, lấy dĩa cho cái Ti đúng không. Cho anh nặng miếng chanh ra. Lấy chén cho cái Ti nè, chén cái Ti đây. Cái Ti đã bụng lắm rồi. Rồi rồi, từ từ. Cơm nè. Đây chị đã thêm được hai món nữa. Món gì đây? À nếp cẩm. Xôi lá cẩm với lại gà nướng muối ớt. Đó. Có bao tay xé gà. Nửa con gà. Xôi xôi lá cẩm. Ngon nhỉ. Đá bụng quá. Ý, mẹ mở xôi ra nè. Xôi lá cẩm á. Ngon ha. Ngon, xôi lá cẩm nè. Cái Ti ăn gì đây? Để xé gà cho cái Ti ăn. Không. Cái Ti ăn xôi trước đi, ăn xôi đi. Cái Ti ăn xôi đi. Đưa cái muỗng cho bé ra. Nè. Nè, cái Ti ngồi như bà bán cá ấy. Nè. Ngồi như bà bán cá ở quê ấy. Nóng lắm nha. Còn đây một món nữa. Món này là món gì chị ơi? À cháo hả? Cháo gà. À, mình chắc đủ rồi đó. Hở bụng tùm lum vậy con. Kệ đi. Ừ, kệ đi. Ăn được không? Cái Ti ăn được không? Còn đây là mẹ xé gà nè. Nóng quá. Để thử này. Cái này là thịt xông khói á mọi người. Để thử. Gà mới nướng xong nóng. Mời mọi người nha. Thịt xông khói với lại cơm lam. Gà ngon tuyệt luôn.
ăn cũng được nhưng mình thấy nó hơi hơi khô một tí. Thôi ăn ngưng đi, cho nó ăn đi, đổ ăn xôi lá cẩm đi. Mẹ thử xôi lá cẩm em, ngon không? Đang ăn cơm lam mà. Ngon không? Quán này nói ngon, gà ngon. Ừ, em cầm nguyên cái đùi gà em gặm đi. Đây là xôi lá cẩm nè mọi người. Xôi lá cẩm ăn với lại thịt gà. Mời mọi người nha. Ngon lắm, mình phải ăn lại xôi lá cẩm. Cái này không có dịp ăn. Hồi trước ở Sài Gòn thì hay ăn. Ngon lắm. Còn đây là gà nè. Chấm gà muối tiêu. Muối tiêu chanh. Gà cái da giòn lắm. Nướng hả chị? Với lại thịt xiên nướng hả? Em để đây hả chị ha. Nhiều dữ ta. Cái này là chuối nướng nè mọi người. Rồi thịt xiên nướng nè. Đó nè. Nướng ăn với salad. Ừ, thịt xiên nướng. Cái này là 170 ngàn một người mọi người. Hai người là 340. Mình hết nhiêu đây nè. Mình thấy nó cũng giá là hợp lý á. Ngon quá. Nóng. Ngồi ra ăn đi, cái đi ăn đi. Thử đi. Ngon không? Còn nóng, còn nóng. Ngồi quá. Còn ấm ấm á. Ở trong đây nguyên một xiên nướng nè mọi người. Cả xuống. Ngon á. Nóng, nóng. Ngồi rồi. Nóng, nóng. Rồi, ăn được rồi đó. Đã quá, đi leo đồi. Giờ có cơm lam, thịt gà, thịt thịt heo, thịt xông khói, xôi, cháo, chuối. Mà chú nướng ăn xong rồi giờ ăn chuối tráng miệng nha. Ăn chuối nướng tráng miệng. Ghê. Ngon ghê. À cái tay nó nghe tiếng mưa, nó kêu mưa. Mưa. Mưa rồi đúng không? À, ăn không hết khỏi hai người. Đi nghe thường. Giờ mấy cái này về nhà. Đi nghe thường buổi trưa có hai vợ chồng. Từ đó giờ mình đi đâu cũng vậy. Đi vô rạp chiếu phim có khi cũng có hai đứa. Mưa. Rồi, nhà mình ăn xong rồi bây giờ bắt đầu đi về nè. Từ đây mình đi về nhà mình chắc phải mất hết một tiếng đồng hồ á. Cảm ơn mọi người đã xem video của nhà Toản nha. À mọi người nhớ đăng ký kênh nhà Toản để theo dõi cuộc sống hàng ngày của gia đình mình nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại và những video tiếp theo. Bye bye, cái tiếng bye. Đây. Đi ăn rồi giờ phải lết xuống núi đây. Cái quán ăn nó nằm ở lưng chừng. Đi về. Không thích đi với ba nữa. Đòi đi với mẹ cơ. Con mới chạy cái. Theo mẹ mới luôn đi nha. thích ăn no rồi, hôm nay Kitty cũng ăn được quá trời ăn luôn. Nhanh lên come on, có ngựa đó. Đi lại có ngựa. Đi nhanh lên. Ăn uống no say xong rồi đi về vui vậy đây. Đi. Gặp con gì bốn chân là cũng cứ kêu con chó à. Nguy hiểm, bé nó lên đi em. Bé nó lên. Khu trên núi kìa. Sờ đi, cho sờ cái đi. Không sao đâu. Ngựa ăn cỏ. Ngựa ăn cỏ, rồi đi về. Rồi lấy kẹo cho ngựa ăn. Rồi, giỏi, rồi đi. Vậy là quá sướng rồi đó, đi về. Chắc con chơi thêm chút nữa đi ba.
Thôi con đi về đi con, đi. Rồi, bye bye bạn nữa. Mưa đó, mưa tới nơi giờ đó. Không được. Đi về. Bye, rồi đi về. À, đi về luôn nha. À đây. Rồi, đi về.